Đây là khu nghỉ dưỡng resort của TTC nha, ở Nha Trang. Đây là Dốc Lết. Thì từ Nha Trang ra chỗ Dốc Lết này á, là khoảng cỡ 1 tiếng 20 phút lái xe, tương đương với 48 cây số. Đây là đó các bạn, TTC Resort Premium Dốc Lết. Biển đây thì rất là đẹp, trong xanh giống như Cà Ná vậy đó. Ồ, giống nàng tiên cá quá. Ở đây là nó trong khu resort nó có những cái căn nhà này đó, nó giống như là cái bay hôn nhỏ đó, cho từng gia đình vô đây ở, thì giá cả thì không biết là bao nhiêu hết đó. Khi đi theo đoàn đó, chơi người ta sẽ vô đây người ta chơi. Nếu mà hội Ravia vô đây chơi cũng ok. Hội ra vô đây chơi đó cũng là riêng biệt mà hút lắm, bãi đậu xe thì thoải mái. Vé mà vô cổng mà có ăn trưa luôn á, mỗi một người luôn á, ăn trưa tắm biển á, thì là 200 ngàn một người. Đây là bãi biển Dốc Lết. Thì tắm biển đây cũng rất là ok, sạch sẽ, nước trong vắt giống như biển Cà Ná vậy đó. Mà có sinh hoạt ở trên bãi biển được. Mà nếu mà về sinh hoạt cộng đồng đông á, thì thế này nó chưa có hút thì vì cái độ dốc nó cao. Có những cái dù nè, đẹp lắm. Khu resort giá nó cũng hữu nghị. Ở xa xa kia kìa, đó là nó có cái chợ, chợ nhỏ bán đồ, coi như là mình đến đó mình mua đồ mình ăn, ăn cua ghẹ gì đó, nó rẻ lắm. Vì đường chỉ cho chạy tốc độ có 50 thôi, 60 thôi, mà quãng đường xe nó đến 47 cây số, nên là di chuyển nếu mà cứ tính thời gian như vậy từ Nha Trang ra là cứ 1 tiếng rưỡi. Không, mình lái xe ở đây để tắm.
trên phía trên bờ này nè, có những cái nơi là mình cho đi cộng đồng á, mình sinh hoạt. Nếu mình sinh hoạt cộng đồng thì sinh hoạt ở trên này cũng được. À, hội xe thì chơi thì vô đây là ok good luôn. Giá cả phòng thì chưa có hỏi, để có gì họ sẽ